Thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc là đối tác thương mại song phương lớn nhất của Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều Việt-Trung không ngừng tăng nhanh với tốc độ trung bình từ khoảng 30 đến 40% một năm trong những năm qua. Và Trung Quốc cũng là thị trường tiêu thụ nông sản thực phẩm lớn của Việt Nam. Việt Nam có chung đường biên giới đất liền với Trung Quốc dài khoảng 1.450 km. Vì vậy mà hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới Việt-Trung là vấn đề đang được tất cả các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương cũng như cộng đồng doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Trung Quốc quan tâm. Nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa cho vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo đã được tổ chức. Trong đó, hội nghị thương nhân xuất nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc đã được Vụ Thương mại miền núi và biên giới Bộ Công Thương phối hợp với tỉnh Lạng Sơn tổ chức mới đây đã nhận được sự ủng hộ đông đảo của các địa phương và doanh nhân hai nước. Năm nay thì có đặc biệt là bên phía Vụ Thương mại biên giới miền núi Bộ Công Thương cũng đã phối hợp với Tổng cục Tham tán Kinh tế Thương mại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam giới thiệu những thương nhân của Việt Nam và Trung Quốc có khả năng, có năng lực xuất khẩu trái cây tươi cũng như đến với bạn hàng ở Trung Quốc và những bạn hàng thực sự có uy tín, có muốn tạo cái mối quan hệ làm ăn bền vững hiệu quả. Thì cái hội nghị ngày hôm nay cũng vậy, xây dựng mối liên kết bạn hàng, đối tác, kể cả những bạn hàng truyền thống, người ta có thể mở rộng những mặt hàng khác nhau hoặc liên kết bạn hàng một cách bền vững và được giới thiệu và đảm bảo sự tin cậy của cả hai bên cũng như là sự bền vững trong hoạt động thương mại xuất khẩu hàng hóa, đặc biệt là hàng nông sản trái cây qua các cửa khẩu biên giới chung. Thì có những cái cơ chế chính sách của phía Trung Quốc và của phía Việt Nam nó có những cái điều chỉnh khác nhau. Tuy nhiên thì Bộ Nông nghiệp, Bộ Công Thương với tỉnh Lạng Sơn chúng tôi đã có cái kết nối. Thứ nhất là tăng cường hơn nữa cái giao thương giữa các cái chính quyền của Thường Tả, Quảng Tây và Bằng Tường để làm sao tạo thuận lợi cho cái hàng xuất khẩu của ta. Thứ hai là những mặt hàng nông sản khác thì bên phía bạn cũng kiểm dịch, thế rồi yêu cầu đóng gói bao bì, rồi kiểm tra chất lượng sản phẩm, đặc biệt là những mặt hàng thực phẩm tươi sống. Thì hiện nay tỉnh Lạng Sơn chúng tôi đang có ý kiến với Bộ Nông nghiệp, Bộ Công Thương và các bộ ngành trung ương phối hợp với Trung Quốc để đề nghị Cục Kiểm nghiệm Trung Quốc có những cái cơ chế để chúng ta hội đàm đàm phán để mà cho cái mặt hàng thực phẩm tươi sống của chúng ta xuất khẩu sang Trung Quốc được thuận lợi. Thì chúng tôi cũng đến đây với kỳ vọng, đây không phải lần đầu tiên, thế nhưng mà hy vọng ở đây cũng là cái buổi để chúng tôi tiếp tục có những cái tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các người sản xuất của địa phương chúng tôi kết nối giao thương với doanh nghiệp của Lạng Sơn, các tỉnh bạn và trong đó đặc biệt với đối tượng của Trung Quốc. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng rất kỳ vọng cái việc này tiếp tục được phát triển và tỉnh thì chúng tôi cũng đang tiếp tục cái đầu tư quan tâm trong cái sản xuất nông nghiệp. Thương mại biên giới chiếm khoảng 30% tổng kim ngạch thương mại Việt-Trung và tăng dần theo từng năm. Thương mại biên giới giữa hai nước giúp tiêu thụ lượng lớn nông sản của Việt Nam. Nói chung là cái hỗ trợ của chính phủ thì rất là tốt, nhưng mà tôi rất là thấy là cái tỉnh Bắc Giang, Sở Công Thương Bắc Giang rồi Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang rồi Lạng Sơn giúp chúng tôi rất nhiều về cái việc coi như là làm thủ tục xuất khẩu, và hai nữa là quảng bá sản phẩm, rồi coi như những cái cuộc giao lưu giữa các cái doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc. Thế nên là tôi thấy rằng là các cái chính quyền các cái của Lạng Sơn hay của Bắc Giang hay là bên Sở Bộ Công Thương là giúp chúng tôi rất nhiều về cái việc này. Với chất lượng hàng nông sản Việt Nam xuất khẩu vào Trung Quốc ý, thì cá nhân tôi đánh giá là chất lượng khá là tốt, bởi vì hiện nay là khi mà các con đường quốc lộ này, cái vấn đề về giao thông này, các vấn đề về thông tin càng phát triển thì là cái hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu đến Trung Quốc sẽ rất là nhanh, có để đảm bảo được độ tươi cũng như chất lượng của sản phẩm. Tuy nhiên là có một vấn đề mà tôi cũng muốn được nêu ra ở đây, đó là việc khi mà những người cư dân biên giới hoặc là những cái người lái xe ấy, họ muốn quá cảnh sang Trung Quốc thì họ phải có làm một cái giấy thông hành. Thì hiện nay do cái giấy thông hành là làm rất là chậm, kéo dài thời gian, chính vì thế mà hàng trong ngày nhiều khi là bị kéo dài và không có thể mang hàng sang trong ngày được. Thương mại biên mậu thời gian qua đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của các tỉnh biên giới, mở đường cho sự hợp tác kinh tế tiểu vùng, thu hút đầu tư vào các khu kinh tế cửa khẩu, giúp hình thành các điểm tập trung dân cư mới dọc tuyến biên giới, đồng thời cải thiện đời sống dân cư khu vực miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa và hải đảo.